Hay quá, ăn này cho nó lại lạ. Ăn này con gấp cho mẹ. Ở dưới người ta vừa than ở trên nữa, trong đó là chỉ có ở dưới. Nó không có bị nước vô này nó không. Nhưng mà tại vì nó chịu theo cái khô nước ở trên không cho nước. Mình để trong bụng để mà sắp lên. Không mua. Lâm sau này mình có mua là mình thương nó lắm thì cắt cửa phần trăng mua không được. Không thương là không mua luôn. Ở xưa ta vừa lẻ trên cái lóc đò vừa lẻ dưới lửa. Vừa tính cho giờ tính dưới. Ta sẽ ở trên nó không đủ nước lên, không đủ hơi đâu á. Để làm gì cũng mới kỹ, mang tí nó mẹ đúng rồi. Mình mất khói luôn. Với ngày thường. Ba đội với mắm tép rồi má. Cũng là tóm chấm. Thôi á. Ốc vậy là nó cũng hơi quyển cũ lại đúng không? Đúng rồi. Cái lẽ nó nhẹ sức quá nó lên nó đầu ra đầu vô mình thôi xong tất cứ dựng cảnh nó cứ kính điểm. Thấy mấy người đi coi phim gì đang cất phim lên á, nó la quá trời á. Vậy là còn khác cái dĩa thì nó không giống bún bò đâu, nó đầu không giống bún bò, nó hơi giống giống thôi không nha. Nó không có giống bún bò. Mẹ đem gà, không giống bún bò. Mẹ đem gà đi xa luôn rồi. Ủa, còn dĩa nó bún bò là chắc mùng mấy mới mới bán. Kỳ quá. Trời ơi, nó trời quá. Nó nhiều quá, bò lắm bò. Cái này là
Hôm qua, hôm nay ăn thủy chiến, hôm bữa đó ăn lục chiến. Hôm qua lồ nướng rồi lại đó, hôm nay ăn. Mẹ ăn thấp lại đi mẹ. Mẹ ăn được không? Mẹ ăn cũng được không mà? Kỳ quá. Nó lạ. Ăn nhiều mắm ruốc nhiều quá. Mắm ruốc, lẩu mắm à. Lẩu mắm ruốc mà. Thấy thấy thấy. Hả? Thấy luôn. Ôi, vừa bước vô nó tặng lầm lầm sữa, sữa bà ngoại mua quá. Sữa bà ngoại nè. Sữa bà ngoại mua sữa. Phải sữa trời. Trời cho coi đứa ta hả? Ta. Đâu mua sữa đứa coi đâu mà quá trời đông. Đâu, hôm qua có nửa rồi. Tại vì cái sức của con á, vợ con 11 rưỡi rồi. Là sáng đặt online xong rồi nha con. Sáng thôi, sáng 11 rưỡi ra sáng 11 giờ khuya nữa kìa. Càng giờ khuya càng rẻ. Mở giờ khuya tới tới 1 giờ sáng. Hôm qua mẹ con cầm cái phao phao cúp bự vậy nè. Lúc đó là cái cảnh quay cái cảnh khó khăn á. Cũng trong. Con sợ cái nước mắt nó dớt thì nước sụt qua luôn. Đưa lại anh cầm. Mấy cảnh mà có cái này ăn gà vậy. Chăm chú rồi mấy đứa ăn. Ơ ăn này càng chặt. Cái thằng ẩm nó có thích rồi lắm. Chưa dám lụng 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 lông bia. Xin cho con ta nó mở quét một cái. Cái đồ lợi đi làm ăn rồi mấy thằng quỷ nó tắt rồi đó. Đi. Em đi dước Bim. Em đi dước dột quá. Chưa đi dước là bị thổi hai lần rồi đó. Nó nhập vô thổi. Mặt thấy là biết luôn. Đâu quay mẹ gà. Hai lần. Hai lần bị. Sài Gòn. Cái kia nè. Cái là uống Sài Gòn uống ngon thôi. Cái đi kia nó dễ. Uống cảm thấy làm sao? Tâm tâm thế nào? Không, nó không chưa lần lần buồn ngủ đẹp lên mất kính rồi bị tăng độ mới mơ chứ uống à uống nước đá gì vậy uống nước đá gì vậy đâu có mất là nào à mụn nhắm cái bụng mới cận mà ta nếu mà lạnh thôi vừa mất là đeo kiếm đeo quèn anh mình không làm bún là nước chấm nó ngon lắm. Nhớ mà chiều 2 giờ mấy tới 4 giờ. Đúng rồi, ốc luộc nó hấp xả rồi á, làm sẵn á. Đó. Thiếu biết ra ha. Biết quan tâm đây gì đây. Mẹ muốn ăn cái chỉ cần là nghe chỗ Nguyễn Hữu Thọ nữa. À Nguyễn Hữu Thọ không ngon, Nguyễn Hữu Thọ cái thằng nó bán chưa có ăn qua. Nó nói chị cho thấy miền nó mua về chỗ đó. Không, chỗ Hồng Hùng á. Vậy nó qua chỗ Hồng Hùng mà nó sạch lắm, không có cám mà lúc nào cũng chắc hết trơn. Cái nó bị hư. Ừ rồi không đi. Với Nguyễn Thượng Thọ với Nguyễn Thượng Thọ nó dở lắm nè. Đi nghe lúc nào cũng thơm nè, không biết nào. Mình nhìn cái hũ nó chấm nó mới. Nè muốn ăn mẹ kêu con mua. Một phần về bao nhiêu tiền? 1 ký. 1 ký 120 nè. À 1 ký không? 1 ký, mua nửa ký. Mua 3 thứ, nửa ký nó không bán. Rồi. Mua 3 thứ nửa ký nó quýnh cái mỏ phù lên. Phải mua 100 ngàn. 3 thứ nửa ký hả? Cá lá cá chú. Phải mua là ốc ảo, ốc lăng, ốc bù. Mà thơm á, vô ngon nha, cái nước nó ngon á, hay mấy bà luộc ốc. Quay vậy một hồi nó coi lên tưởng con lan cậu đâu rồi. Uống miếng nước ngọt ngọt. Cũng như à, cũng ba kìa. Một, hai, ba, vô. Mời Thọ uống nước ngọt kìa mẹ. Có quên không? Có quên không Thọ? Có quên không? Đúng rồi nè, uống thuốc rồi. Có đi ghê. Mấy bữa nay có ăn miếng à? Hôm qua ăn dấu không? Dấu dĩa gà này là đi nó đã rút nó nữa dĩa. Nhà có nó đứng cũng được. Còn nếu mà chạy lên cầu á, quẹo phải là mấy anh công an á, quẹo. Chạy lên giữa cầu á, nó dãy cầu chứ. À, ăn hiếp dừng quá thì cái dạ cầu á, nếu như bên cầu mình à, dừng một là lên cầu, hai là bên phải là dạ cầu mà. Bữa xe tải á quên mở đèn á, phạt 500. Bây giờ xe tải là 500 triệu không? Kiểu nào cũng mất hết á. Vậy đâu không phải. Lên cầu nha. Lên đường thẳng lên cầu cũng mất. Dạ đúng rồi chị. Nhưng mà
xuống cũng phải về cũng phải về. Có lần nữa ha. Xin bên nhà cầu luôn. Chú biết chứ gì đâu. Nếu mà nó muốn bắt người ta thì nó lớn mình nó ngã đâu rồi không? Có cách ra có 10 mét, 15 mét rồi để nó quẹo rồi quên cả chục. Nó cũng phạt mà, nó đồng hồ có khi nó phạt, nó qua cầu, lên cầu nó thấy đó. Có khi nó phạt, có khi nó không phạt. Nhâm như cái đường đại lộ với lên đó mẹ Nguyễn Hữu Thọ mẹ qua. Giờ nó phải về luôn hả? Hả? Về, về trước cái nước nó lên đó. Mai về sớm hoặc là sáng mai về. Đó, mai về thôi chứ, nó có làm gì đâu chứ, ở đây nằm lên chiều xuống mà. Chiều mới lên mà, đắt về. 5 giờ nó lên tới 10 giờ tối chưa lúc hết. Thôi vậy anh giờ sớm được khoảng 3 giờ giờ đi về. Thôi giờ bắt bác về được rồi. Đi rồi lại đi về. Thôi giờ là đi về được rồi. Cái này không phải thủy chiều lên chắc ông sợ 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 sợ. Chứ đêm 30 đó nó chạy nó tới cửa mẹ luôn à. Ờ. Ờ, chỗ nó xả đó. Nó làm cái hàng cấu hồng này đó. Ngoài Nguyễn lên Nguyễn Hồng Trương này là hai đứa yếu yếu nữa không? Ừ. Không biết cúp cúp nữa rồi. Cứ rồi là hứng này có gì mình hứng mấy cái để dưới xài đi rồi nó cúp thì nó. Nghe nó yếu sợ quá. Có còn 500 lít sợ đâu hết đâu, con đâu giận chữ đâu. Sao nó hết bên đây nè, nó chạy lên lầu. Chứ nó không bỏ được đâu. Thôi bác bác sĩ là mới lên lầu. Ba nhà. Trên á thì nước sẽ bổ. Ba ba đi mua cái dây gì để chuyền cho con nè, anh lên lầu cho nó đi. Thôi để đi mua thử coi có bán chưa. Nó có, con thỏ nó có. Đâu chỗ quen kìa, trời ơi nó bán cái hàng uy tín lắm. Ừ. Chỗ quen qua chỗ thì nghe đó. Ờ. Nghe đó, con mua nữa nghe đó. Chỗ ngã ba thì nghe vừa cái chỗ đó nó bán bóng đèn nó bán đùm lum cái gì phao cái nó không nhát nó chạy hoài giống nhà mình có khi nó nhát có khi nó không nhát nó bị oxy hóa là phải thay cán rồi mới mua hai rồi á mua hai rồi á mới mua sợ cái long đền á vâng chủ lên ơi mẹ bố anh rủ nó nói là ngắn bốn đường đuổi nó có mèn không là cái cây nó tròn tròn cao vậy nè là cái gì đó lọc phèn nó lọc phèn lọc phèn lọc phèn lọc phèn đúng rồi lọc phèn á ngắn bốn triệu rưỡi á bốn triệu rưỡi mà bây giờ cũng có bốn triệu mấy cũng đâu có mắc 4.8 ngắn cái đường ống nước vô nhà mình đó. Em muốn 5 năm trước, muốn 10 năm trước nha, muốn mấy năm trước chứ. Đâu nghe nói vụ gì đâu. Cũng lọc quá, lọc thành nước luôn á đúng không? Vậy nó được rồi. Nó nước ra vô nhà ổ. Ê, nhau đi con. Ở nhà 13 rồi. Nó đi ra mở cửa ra mở cửa 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 được á. Bây giờ đi tặng nhang. Ừ. Nắng 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 mới đẻ ai cũng nói nó giống Hàn Quốc bà ngoại nó giống Hàn Quốc đã về tới bà cô làm con mấy mẹ con biết trang điểm gì trơn rồi khổ quá cái sáng mà con vẫn mẹ kêu trang điểm gì nữa nó làm kiếm tiền không không nghĩ gì tới cái mặt của mình hết trơn cãi nó chồng muốn chơi lo mặt của con còn đó mẹ nói rồi mẹ ơi mẹ rồi sao đang mặt lắm bệnh đi kìa đang hết xài kem chống bụng rồi đi qua con này nè đang làm mờ quá thấy 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 là trời ăn dính dơ á nó đang vô đây trời ơi ăn dơ quá trời hồi xưa bà ngoại kìa mua kem chống bụng cho sồi tao nói sức mặt mày tao nói từ nơi tập lem luôn sách dẫn ra bánh cuốn nữa lấy tấm biển vậy trời ơi sức từ đây tới đây mình lên tiếng nhà có đón không có à mười rưỡi nha con đi 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 đi
Tôi đang mạnh. Trẻ mà tụi nó dùng cái đen lắm thôi mình đâu. Mình đâu mà bố bị thua luôn. Nó bị nám mang bên cái mặt đó rồi đó, ông này cái dây khẩu trang mà còn này lan lên cho tắt. Con gái là phải kỹ. Con gái tự nhiên ra. Ờ có buồn ngay khẩu trang luôn. Lúc nó học ở dưới gì á, gì Minh Khiết á, quận chứ còn còn đậm hơn. Ờ nay nó bớt rồi đó. Tính có hơi đậm. Mấy mốt là nó không chịu đội á, là ông mẹ bỏ nó đợi không chở nó về. Là nó sợ rồi. Nó đi xe buýt về. Đi xe buýt về. Xe buýt là người ta bắt cóc qua thế nào đi xe buýt, người ta không thả ngay đầu hẻm mà người ta thả nó tú cái chỗ tìm thuốc á đâu đi bộ gì đã nghe đi bộ như vậy à, nhà có đường bên kia mà không đường hẻm kia đường đây bắt này đi bộ là nó đi bộ đi nha, đi không đi nữa đi qua xe xe buýt à, ba nó thử cho nó đi thử xe buýt một lần á, nguy hiểm lắm, để lớn em 2 tuổi nữa không nghe đồng hiểm mình. Vì nó phức tạp lắm. Nó bị bởi vì nó lại người ta xuống nó thả chỗ đó luôn. Thôi đi bộ lên đi. Thả chỗ vào bụng. Thả mình tài xế cũng tắm tay cũng tương nhất. Tài xế là tài xế rồi. Gặp cái đằng mấy thằng có tâm là người ta thả xuống xuống rồi. Để nhớ chạy cho hiểu con. Thấy không nít là người ta phải làm vậy rồi. Nó hỏi ủi con nó xuống ở đâu rồi để nó thả. Đúng cái thôi. Nó xuống liền đâu rồi. Cái này xuống đây luôn đi. Nó con đó nhà con chưa có xuống đây mà chú ta đã con xuống đây rồi rồi. Sao con vậy? Em quá. Ừ. Chị nói chuyện kiểu giang giang hồ chợ bố á. Gặp mấy đứa con nít rồi nó sợ thấy bà nó xuống luôn. Nó kiểu đó không có thích. Ừ. Tưởng phải đại. Lớn em 2 tuổi nữa em mới ngồi xe bên đây, nguy hiểm. Thử đi á, mà đi xong mà sợ luôn à. Để nó mà. Mỗi khác mỗi dạng. Nói đi. Nắng ngon cái hôm qua này đẹp quá trời ngon ha. Hôm qua 2 ngàn hết trơn. Hôm nay nó sợ hôm qua như gì. Nắng. Nè là ba muốn nè, 5 ngàn bó nè, ba muốn ha. Ừ. Ngọt á, ăn tốt lắm á. Để mua ba bó này để con bó đi. Ăn không ăn số mà. Phan liền. Đâu lên rồi. Sâu lên vậy. Dạ, nhà con mai ăn hết trơn. Mình đang mua với thôi.